tầm quan trọng của Tòa Thánh Tây Ninh. Người theo đạo Cao Đài chắc ai cũng biết câu Chi Chi cũng tại Tây Ninh, vì đó là lời dạy của Đức Chí Tôn. Nhắc đến Tây Ninh thì cần phải nhắc đến Tòa Thánh Tây Ninh. Tòa Thánh Tây Ninh là một công trình kiến trúc tôn giáo đặc thù của đạo Cao Đài, tọa lạc tại huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, cách trung tâm thành phố Tây Ninh khoảng 4 km về phía đông nam. Tòa Thánh Tây Ninh nằm trong một khuôn viên hình chữ nhật, diện tích khoảng 96 mẫu, thường được gọi là nội ô tòa thánh. Toàn bộ khu nội ô tòa thánh có hàng rào bao bọc chung quanh, có gần 100 công trình kiến trúc tôn giáo lớn nhỏ khác nhau. Liên kết giữa những kiến trúc này là những con đường như bàn cờ thẳng tắp. Nội ô có 12 cửa ra vào và có hơn 20 con đường chung quanh đó đều đi đến nội ô tòa thánh được. Với diện tích rộng lớn như vậy, Tòa Thánh Tây Ninh được xem là một trong những thánh địa tôn giáo lớn nhất thế giới. Với lối kiến trúc độc đáo, phối hợp giữa quan điểm triết học Đông Tây, Tòa Thánh Tây Ninh thể hiện một sự tổng hợp của nhiều yếu tố văn hóa, tâm linh một cách dung hòa. Tòa Thánh Tây Ninh không chỉ là một cơ ngơi đồ sộ, mà còn là trung tâm điểm quan trọng của đạo Cao Đài. Các hoạt động cốt lõi của đạo về lễ nghi, hành chánh tôn giáo đều phải thực hiện tại Tòa Thánh Tây Ninh. Đối với các tín đồ Cao Đài, tầm quan trọng của Tòa Thánh Tây Ninh cũng giống như Tòa Thánh Vatican của các tín đồ Công giáo La Mã. Có thể nói rằng, Tòa Thánh Tây Ninh là trái tim của đạo Cao Đài. Nhưng đã hơn 2 thập kỷ qua, trái tim đó đang không ngừng rỉ máu. Bởi vì nhà nước Cộng sản Việt Nam đã cưỡng chiếm Tòa Thánh Tây Ninh, đuổi các chức sắc thiên phong ra khỏi Tòa Thánh và từ đó dựng nên chi phái Cao Đài 1997 để làm công cụ tiêu diệt đạo Cao Đài. Nhiều tín đồ đạo Cao Đài trung kiên với chánh giáo chân truyền đã bị tù tội, hành hạ bởi công cụ của nhà nước là chi phái Cao Đài 1997. Ngoài mặt, chi phái 1997 tự cho họ là kế thừa hội thánh Cao Đài, nhưng trên thực tế, họ là những con rối của nhà nước Cộng sản Việt Nam tạo ra nhằm tiêu diệt đạo Cao Đài. Theo kế hoạch của họ, việc chiếm Tòa Thánh Tây Ninh là một trong những bước căn bản nhằm đập tan niềm tin của tín đồ. Một khi chiếm được Tòa Thánh Tây Ninh, vừa là trái tim, vừa là biểu tượng thiêng liêng của đạo Cao Đài, thì việc tiêu diệt đạo Cao Đài chỉ còn là thời gian. Sẽ có người hỏi, dựa vào đâu mà lại nói rằng nhà nước Cộng sản Việt Nam chủ trương tiêu diệt đạo Cao Đài từng bước? Xin nghe qua vài đoạn của kế hoạch 01. Triển khai thực hiện thông báo 34 trên BBT của Ban Bí thư Trung ương đối với Cao Đài Phái Tây Ninh ngày 27 tháng 5 1996. Cao Đài Tây Ninh là một phái lớn nhất so với các phái Cao Đài khác, có hệ thống tổ chức thống nhất, chặt chẽ từ khi ra đời đến nay, có số tín đồ chức sắc, chức việc đông nhất và có nhiều cơ sở đạo, nơi thờ tự ở 29 tỉnh thành trong cả nước. Cũng là nơi địch lợi dụng nhen nhóm các tổ chức chính trị phản động, chống lại cách mạng. Được sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương, Tây Ninh tiến hành cải tạo tôn giáo Cao Đài Tây Ninh. Xin nghe đoạn văn mấu chốt sau đây. Tuy nhiên, vẫn còn những thiếu sót và nhân tố tiêu cực, bất ổn cần quan tâm giải quyết ở cả hai phía. Đó là, về phía ta, thời gian đầu sau giải phóng, trong đánh giá tình hình tôn giáo Cao Đài, tư tưởng chỉ đạo của một số đồng chí cho rằng Cao Đài Tây Ninh là một đạo địa phương có quá trình lịch sử, bị kẻ địch lợi dụng chống lại cách mạng, không thể tồn tại lâu dài, cần thu hẹp và khoanh lại trong địa phương Tây Ninh, đến một lúc nào đó sẽ tiêu vong. Tuy nhiên, kế hoạch thu hẹp, khoanh vùng để đạo Cao Đài tự diệt đã thất bại. Cho nên nhà nước Cộng sản Việt Nam đã phải thay đổi cách diệt đạo Cao Đài là thành lập chi phái 1997. Cũng trong bản kế hoạch này, phần 3, bước thứ nhất có ghi rõ như sau. Ban tổ chức có các nhiệm vụ
soạn thảo kế hoạch tiếp nhận pháp nhân, triển khai nội bộ cao đài Tây Ninh về chủ trương của Đảng và Nhà nước, về kế hoạch của ban tổ chức để toàn đạo, thông suốt và tiến hành. Soạn thảo hiến chương, tổ chức hội nghị hội thánh mở rộng để thông qua hiến chương và hội đồng trưởng quản mới. Sau đó, lập tờ trình lên chính phủ để được phê duyệt, thông qua chương trình hành đạo nhiệm kỳ tới. Bước 2. Thực hiện cụ thể. Ban chỉ đạo tham mưu với thường vụ tỉnh ủy để thống nhất với ban dân vận trung ương, ban tôn giáo của chính phủ về nội dung của hiến chương. Việc này làm xong trong tháng 6 1996. Việc góp ý hiến chương nhằm đạt các yêu cầu sau: xác định tôn giáo Cao Đài Tây Ninh là một chi phái, không sử dụng cơ bút. Ban chỉ đạo, cụ thể là công an và ban tôn giáo của chính quyền, tham mưu với thường vụ tỉnh ủy về nhân sự hội đồng trưởng quản mới. Nhà nước Cộng sản Việt Nam lập ra chi phái 1997 và lấy Tòa Thánh Tây Ninh giao cho chi phái 1997. Đồng thời, họ tuyên bố rằng chống hội đồng trưởng quản, chống chi phái 1997 là chống nhà nước. Cho nên, người đạo hoang mang, người yếu lòng trở nên chán nản bỏ đạo. Kẻ ham danh lợi thì dựa vào cao đài 1997 để được hưởng những bổng lộc thế tục. Tuy nhiên, những tín đồ cao đài trung kiên thì dù đi đâu, làm gì cũng mang trong lòng hoài bão, góp phần làm cho con tim của đạo nhịp nhàng trở lại. Vì đối với họ, cho dù quyền lực của bóng tối đang khỏa lấp lên thánh địa Tây Ninh, họ luôn tin tưởng vào lời Thượng Đế dạy năm 1927. Thầy để một lời thầy cho các con yên dạ, dầu cho ai có quyền phép tiêu diệt càn khôn đi nữa cũng khó ngăn cản đạo thầy. Như ai buộc các con đóng cửa chùa thì cứ tuân mệnh, đợi chừng nào các sắc con cái thầy đến mở cửa sẽ hay. Xin đón xem phần 2 để biết thêm âm mưu tím danh của cao đài 1997 và con đường phục hồi cao đài chính thống của các tín đồ trung kiên.